Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự trưa thứ hai, ngày 22 tháng 11 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Chương trình thời sự trưa nay, Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn xin được chuyển đến quý vị khán giả những nội dung. Thưa quý vị khán giả, vụ mùa năm nay, toàn huyện Ngân Sơn trồng hơn 200 ha lúa nếp, trong đó duy trì ổn định hơn 100 ha lúa khẩu Nua Lếch. Năng suất khẩu Nua Lếch trung bình đạt 40 tạ một ha, tổng sản lượng ước đạt hơn 400 tấn. Giá bán hiện nay tại địa phương từ 18.000 đến 20.000 đồng 1 kg thóc, gạo từ 30.000 đến 40.000 đồng 1 kg. Qua đó đã góp phần nâng cao thu nhập cho người nông dân. Đặc sản khẩu Nua Lếch huyện Ngân Sơn đã nổi tiếng trong và ngoài tỉnh bởi chất lượng thơm ngon, gạo mềm, dẻo. Năm 2015, sản phẩm này được Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ. Hiện nay, sản phẩm gạo khẩu Nua Lếch của Hợp tác xã khẩu Nua Lếch Thượng Quan đã được xếp hạng 3 sao OCOP cấp tỉnh. Từ sản phẩm đặc trưng riêng của xã Thượng Quan, hiện nay nhiều địa phương khác cũng đã phát triển giống lúa này và đưa khẩu Nua Lếch trở thành cây trồng chủ lực trong vụ mùa như xã Cốc Đán, Thượng Ân, Thuận Màng. Đến hết ngày 31 tháng 11, huyện Bắc Nẵm kết thúc công tác tiêm phòng đợt 2 năm 2021. Năm nay, tỷ lệ tiêm phòng trên đàn gia súc đạt cao so với mọi năm, với trên 77% tổng đàn được tiêm. Trong đó, tiêm phòng vaccine lở mồm long móng trên đàn trâu bò được 7.480 con trên 9.705 con, tiêm tụ huyết trùng trâu bò được 7.480 con trên 9.705 con. Tuy nhiên, tỷ lệ tiêm phòng của huyện vẫn chưa đạt trên 80% tổng đàn trở lên để bảo đảm khả năng miễn dịch, hạn chế nguy cơ xảy ra dịch bệnh trên diện rộng. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện Bắc Nẵm đã xảy ra dịch viêm da nổi cục tại 6 xã, với tổng số con trâu bò mắc là 907 con, số con chết là 70 con. Đến nay, huyện đã công bố hết dịch bệnh viêm da nổi cục trên trâu bò tại 4 trên 6 xã. Thưa quý vị khán giả, vượt qua những khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra, các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã nhanh chóng tổ chức sản xuất với những quy định chặt chẽ, bảo đảm an toàn trong phòng chống dịch, lấy lại đà tăng trưởng, cũng như đón đầu cơ hội mới trong những tháng cuối của năm 2021. Xưởng tận thu chế biến kim loại và sản xuất vật liệu xây dựng của doanh nghiệp tư nhân Cao Bắc tại xã Đức Vân, huyện Ngân Sơn hiện có gần 30 lao động. Với phương châm vừa chủ động phòng dịch, vừa đẩy mạnh sản xuất, đơn vị đã chủ động lập danh sách phối hợp với ngành y tế huyện thực hiện tiêm phòng vaccine COVID-19 cho người lao động, đồng thời bố trí chỗ ăn nghỉ cho người lao động ngay tại xưởng. Nhờ thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, đến nay hoạt động của đơn vị được duy trì ổn định. 10 tháng đầu năm, xưởng sản xuất đạt trên 800 tấn chì kim loại. Về phía doanh nghiệp thì trước hết là ổn định về cái nhân lực con người. Thế thì doanh nghiệp là cũng là đăng ký rồi tất cả cho công nhân là trước hết là đi tiêm chủng để đảm bảo cái sức khỏe. Hai nữa là cũng tăng cường về cái chế độ ăn uống để tăng cường cái sức đề kháng. Toàn bộ những cái công việc thì những cái gì mà có thể dùng được camera như chúng tôi đang lắp rất là nhiều cái cam để điều hành qua những cái đó chứ không hạn chế tiếp xúc. Thời gian qua, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp đã được phục hồi theo chiều hướng ngày càng mạnh mẽ. Mặc dù dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, nhưng nhờ sự nỗ lực vượt khó, nhiều doanh nghiệp đã duy trì sản xuất hiệu quả. Giá trị sản xuất công nghiệp trong 10 tháng đầu năm đạt mức tăng trưởng đáng ghi nhận so với cùng kỳ năm 2020. Giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh đạt trên 1.100 tỷ đồng, bằng 79% kế hoạch, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2020. Đến nay thì các cái doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn tỉnh thì cũng cơ bản là theo ngành rà soát, thăm nắm đều là có những cái kế hoạch mà đưa ra những cái mục tiêu rất là cụ thể để phấn đấu là hoàn thành các cái chỉ tiêu của ngành công nghiệp trong năm 2021. Và theo dự báo của Sở Công Thương thì là năm 2021 là cái giá trị sản xuất công nghiệp và cái chỉ số phát triển công nghiệp của tỉnh là đạt và vượt cái kế hoạch của năm 2021. Năm 2021, tỉnh Bắc Cạn đề ra mục tiêu giá trị sản xuất công nghiệp đạt gần 1.500 tỷ đồng. Để hoàn thành mục tiêu, ngành công thương tiếp tục theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tiến độ sản xuất của các sản phẩm công nghiệp và tiến độ triển khai các dự án công nghiệp trọng điểm trên địa bàn tỉnh, kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết khó khăn vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án, tạo điều kiện để các dự án công nghiệp sớm hoàn thành đầu tư đưa vào sản xuất. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cần chủ động tìm kiếm thị trường, cải tiến kỹ thuật, mẫu mã sản phẩm và phương án sản xuất an toàn, hiệu quả. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của hội, khai thác ứng dụng hiệu quả của công nghệ thông tin, mạng xã hội,
nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên phụ nữ, nhận diện các mô hình thu hút tập hợp phụ nữ hiệu quả, chất lượng, những giải pháp trong công tác tập hợp thu hút hội viên trong giai đoạn hiện nay. Hội đã có nhiều hình thức, nội dung hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, khởi sự, khởi nghiệp, khuyến khích thúc đẩy các ý tưởng sáng tạo, tiếp cận khoa học kỹ thuật, máy móc, công nghệ, Internet, nhằm mang lại nhiều tiến bộ về năng suất lao động, hiệu quả kinh doanh và sự thay đổi nhu cầu sử dụng lao động nữ, nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ trong cuộc cách mạng 4.0, thúc đẩy phụ nữ ngày càng có nhiều đóng góp quan trọng trong nền kinh tế, cũng như khẳng định vai trò vị trí của mình trong xã hội. Trong cái thời gian tới thì đối với lại cái cũng qua cái tình hình dịch bệnh như vậy thì là những cái chị em kinh doanh ấy, thì là không thể gặp gỡ với lại những trực tiếp với lại khách hàng. Chính vì vậy mà với cái hình thức là sử dụng Facebook để mà hỗ trợ cái hoạt động kinh doanh thì là sẽ giúp cho chị em là có thể là phát triển được cái hoạt động kinh doanh của mình tốt hơn. Đối với cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2021 với chủ đề Phụ nữ khởi nghiệp nâng tầm thương hiệu sản phẩm OCOP đã thu hút 1.550 đề xuất dự án, ý tưởng tham gia. Tỉnh Bắc Cạn vinh dự có chị Phan Thị Vui, xã Trần Phú, huyện Nà Rì đạt giải thưởng vì cộng đồng với dự án ứng dụng thành công công nghệ thụ tinh nhân tạo nhằm bảo tồn giống gà quý của địa phương. Đồng thời, hai cá nhân được vinh danh là chị Bàn Thị Ngân, Giám đốc Hợp tác xã Hợp Phát, xã Đức Vân, huyện Ngân Sơn, chị Ma Thị Ninh, Giám đốc Hợp tác xã Yến Dương, huyện Ba Bể. Có cái ý tưởng là sử dụng thức ăn hữu cơ và chăn nuôi gà trong gà bố mẹ, trong lồng kín, trong chuồng kín đông lạnh ấy. Thì phối thụ tinh nhân tạo thì nó sẽ có cái hướng là ứng dụng công nghệ cao thì nó sẽ có hiệu quả cao hơn. Ngoài ra, hội còn hỗ trợ đầu tư máy móc, giúp tìm kiếm nguồn vốn khuyến công, hỗ trợ về thủ tục pháp lý, hướng dẫn đăng ký nhãn mác sản phẩm để sản phẩm có thương hiệu vươn đến thị trường trong và ngoài nước. Bằng những hoạt động của mình, các nữ doanh nghiệp đã nhận thấy hội là điểm tựa tin cậy của phụ nữ trên con đường khởi nghiệp. Với những tính năng vượt trội, nguồn thông tin phong phú, chức năng đa dạng, cùng với sự gia tăng ngày càng đông đảo các thành viên sử dụng mạng xã hội, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp tỉnh đã chỉ đạo các cấp hội thành lập trang Facebook, nhóm Zalo, duy trì hoạt động có hiệu quả các tài khoản, chuyên trang trên mạng xã hội. Qua cái hoạt động này thì là biết tận dụng các cái trang mạng xã hội để phục vụ tuyên truyền cho hội viên phụ nữ của tôi, áp dụng công nghệ vào trong phương pháp kinh doanh để làm sao mà phát triển kinh tế cho chị em phụ nữ. Trong thời gian tới, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ trong toàn tỉnh tiếp tục các hoạt động nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ trong cuộc cách mạng 4.0 như tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên phụ nữ chủ động tích cực, học hỏi, nỗ lực phấn đấu, không ngừng nâng cao kỹ năng công nghệ, trình độ ngoại ngữ để có thể thích ứng và đáp ứng những đòi hỏi của việc làm chất lượng cao và sự dịch chuyển lao động trong kỷ nguyên 4.0. Ngày 21 tháng 11, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Bắc Cạn đã phối hợp với Phòng Văn hóa Thông tin huyện Nà Rì tổ chức nghiệm thu mô hình câu lạc bộ hát then đàn tính của huyện. Mô hình câu lạc bộ hát then đàn tính của huyện Nà Rì đã được Sở Văn hóa Thể thao phối hợp với địa phương triển khai từ tháng 3 năm 2021. Trong quá trình triển khai, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã hỗ trợ cho câu lạc bộ một số đàn tính và sóc nhạc, mời nghệ nhân truyền dạy cho các thành viên câu lạc bộ những tri thức về hát then đàn tính, cách đánh đàn, biểu diễn trên sân khấu. Việc triển khai xây dựng câu lạc bộ đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của những người yêu then trên địa bàn huyện và thu hút 45 thành viên tham gia. Năm 2021, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch có kế hoạch xây dựng 4 mô hình câu lạc bộ hát then đàn tính trên địa bàn các huyện Nà Rì, Chợ Đồn, Bạch Thông và thành phố Bắc Cạn. Đây là một trong những hoạt động nhằm cụ thể hóa nghị quyết số 29 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa, lịch sử trên địa bàn tỉnh Bắc Cạn giai đoạn 2020-2030. Thực hiện nhiệm vụ bảo tồn, phát huy di sản văn hóa phi vật thể đại diện cho nhân loại, thực hành then của người Tày, Nùng, Thái, Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bắc Cạn. Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Cạn vừa mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với 3 vụ án hình sự, trong đó bị cáo Nông Đức Thành đưa ra xét xử về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, bị cáo Dương Văn Lực bị xét xử về tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi và bị cáo Nguyễn Văn Chiêm bị xét xử về tội vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản.
Tại phiên tòa, bị cáo Dương Văn Lực và bị cáo Nguyễn Văn Chiêm đã đề nghị rút đơn kháng cáo nên đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đã đề nghị đình chỉ xét xử phúc thẩm hai vụ án liên quan đến hai bị cáo này. Đối với vụ án Nông Đức Thành tàng trữ trái phép chất ma túy, trước đó đã được Tòa án Nhân dân huyện Bạch Thông xét xử ngày 23 tháng 8 năm 2021. Ngày 21 tháng 9 năm 2021, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bắc Cạn có quyết định kháng nghị một phần, phần tổng hợp hình phạt của bản án hình sự sơ thẩm mà Tòa án Nhân dân huyện Bạch Thông đã tuyên. Tại phiên tòa này, bị cáo Nông Đức Thành đã khai nhận hành vi phạm tội và khẳng định việc tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo về tội danh và hình phạt là đúng, không oan. Trước đó, ngày 27 tháng 5 năm 2021, bị cáo Nông Đức Thành thường trú tại thôn 1B Khâu Cường, xã Sĩ Bình, huyện Bạch Thông, đã có hành vi tàng trữ 3,634 gram ma túy. Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử bị cáo về tội tàng trữ trái phép chất ma túy với tổng cộng hình phạt tù của một vụ án trước đó nữa là 56 tháng tù giam. Tuy nhiên, tòa án cấp sơ thẩm không trừ thời gian tạm giữ tạm giam của bị cáo và thời hạn chấp hành án theo quy định tại khoản 1 điều 38 Bộ luật hình sự. Do đó, Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Cạn đã xét xử bị cáo giữ nguyên thời gian chấp hành hình phạt tù là 56 tháng nhưng được trừ thời gian tạm giữ tạm giam từ ngày 7 tháng 1 năm 2021 đến ngày 15 tháng 1 năm 2021. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi phần tin trong tỉnh.